Rồi, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Tham gia tập một clip gần một lô cần câu nha mọi người. Thì lô câu này luôn câu lô hàng carbon. Thì đây là có những cây của Shimano mà dân ráp, phần bên đây là Abu ở đây qua. Rồi, sẽ lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop lên á, thì anh em cứ gọi về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, để lên cái thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Thì đây một cây cần Shimano Zodiac. Phôi của nó là phôi Hi-Carbon Hi-Power-X Carbon Sun X của nhà Shimano đây. Thì cái này còn tuổi nha, còn tuổi và sắc hướng dẫn. Độ mới cái này ra tầm khoảng 93-95%, càng rất là mới luôn. Đó, Carbon Sun X. Fan của nó là fan Fuji. Bass của nó là bass CL trừ CL 4 cộng. Đây đó, bass rất là đẹp, càng rất là mới nha mọi người. Thì cây này cứng là cứng UL, dài 1m92 nha, dài 1m92, cứng UL. Thì cái này chuyên về cho anh em câu mồi giả, câu chẽm đó. Anh em có thể lua cá sắt. Thì cái này về đánh cảm giác thì bao phê luôn đó. Càng rất là đẹp, buộc chống sắn fan Fuji. Thì cái này nặng là 89g, đọt 1 ly 3, dài 1m92. Thì cái này tải mồi từ 2 đến 7g, tải dây từ 3 đến 5 lb, giá công khai cái số 1 giá là 1,7 triệu nhé. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 lên cho mọi người quẳng một cây cần của Zodiac. Thì cái này quẳng dài 1m92, phôi cũng là phôi carbon sẵn 2 da. Đó. Bass CL 4 cộng, fan là fan Fuji, bass Fuji. Cần carbon sẵn rất là đẹp. Cái này độ mới cũng ra tầm khoảng 92-93% nhé. Bu của nó là bu chống sắn, càng rất chi là ok luôn. Phôi nó rất là xịn. Thì cây này độ cứng của nó độ cứng L nha mọi người. Độ cứng L nó sẽ cứng hơn cây cây số 1 một tí. Thì cây này nặng là 90g, đọt 1 ly 2, dài 1m92. Thì cây này tải mồi từ 3 đến 10g, tải dây từ 4 đến 8 lb. Thì giá công khai cây số 2 giá là 1,9 triệu nhé. 1,9 triệu cây số 2. Cây này anh em về câu chẽm, câu cảm giác là hết bài, rất là ok nhé, càng rất là xịn. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 thì cây số 3 vẫn vậy, một cây càng của Zodiac. Thì cây một cây Shimano máy ngang nha mọi người. Cây này cây máy ngang. Thì cây này độ cứng sẽ là độ cứng L, dài 1m90 và 1m92, phôi cũng là phôi carbon sẵn ít. Thì cái này có xuất sắc cho mọi người, có xuất sắc đó, nên cây này dạng bán giá thanh lý luôn. Phôi carbon sẵn nha, càng xuất sắc, buộc chống sắn fan Fuji, bass là CL 4 cộng đó, càng tổng thể còn ok đó, càng có xuất sắc li ti thôi đó. Phôi rất là ok em này, rất là chắc. Thì cây này dài là 1m92, đọt 1 ly 4, nặng 100g. Thì cây này tải mồi từ 4 đến 12g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Rồi giá công khai cây số 3 giá là 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên mọi người là cây cần của Shimano Zodiac. Thì cây này thì còn rất là mới rồi, độ mới cái này tầm khoảng 93-92%. Phôi cũng là phôi carbon sun X. Bass CL 4 cộng, fan là fan Fuji. Càng rất là đẹp. Phôi sun X là ok luôn. Đây. Bu đây. Đó. Thì cây này độ cứng của nó là độ cứng M. Thì cái này về chiên cho anh em câu lóc ha. Đó, câu lóc, câu nhái thật. Độ cứng M, dài 1m98, càng máy ngang, càng còn rất là mới luôn. Xuất sắc rất là ít. Thì cái này nặng là 100g, dài 1m98, đọt 1 ly 7. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 10 đến 20 lb. 21g thì anh em đánh giá thiệt là vô tư rồi. Đó, càng cũng tương đối cứng. Rồi giá công khai cái số 4 giá 1,9 triệu nha mọi người, 1,9 triệu cộng ship nhé, càng rất là ok nhé. Giá số 4 giá 1,9 triệu cộng ship. Tiếp theo cái số 5. Thì cái số 5 lên cho mọi người là một cây cần
vẫn là một cây Trondiat. Thì cây này dài 2m1, độ cứng là độ cứng H nha mọi người, dài 2m1 độ cứng H. Thì cây này anh em có thể câu lóc gừng đó, đó nhá, thiệt vô tư luôn, vì nó độ cứng là độ cứng H, dạng cứng rồi, phôi còn rất là đẹp. Trondiat cây độ mới cũng ra tầm khoảng 90-95% nhá, rất là mới. Phen nó đây, phen phù si nha, phù cấp sẵn, cần thì nguyên sinh, phôi sẵn khỏi chê rồi. Thì cái này dài 2m1, độ cứng là độ cứng H, nặng là 115g, đọt 1 ly 9. Thì cái này tải mồi được 10-42g nhé, tải khá là nặng, tải dây từ 12-25 lb, giá công khai cây số 5, giá 1.9 luôn nha mọi người, 1.9 cây số 5. Đó, hàng khá là chắc. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên mọi người một cây cần Trondiat. Thì cây này một cây đời cao, đời gần nhất bây giờ luôn, đời 2020 nhé. Cản là cản mono carbon, mono quen nè, carbon. Phôi của nó vẫn là phôi carbon sắt ít thôi. Đó, phen của nó là phen Fuji. Chân là chân đen nhé. Đây, tất cả phen này đều chân trắng, có đời 2020 là chân đen nha mọi người. Đây, rõ ràng cho mọi người nha. Phôi thì vẫn vậy, dùng mẫu phôi của Hiboa X carbon sắt ít. Batteriat. Thì cái này dài là 2m1, độ cứng của nó là độ cứng MH. Thôi nhìn rất là chắc, độ mới cái này ra tầm khoảng 90-95% nhé, càng rất là mới. Phun chống sắn, buộc xít. Rất là đẹp. Cái này quẹ anh em cầu lóc rồi khỏi chê, cầu lóc còn nhớ thiệt. Thì cái này nặng là 109g, đọt 1 ly 6, dài 2m1, tải mồi từ 10-30g, đánh giá thiệt là vô tư. Đó, đánh giá thiệt lóc gừng, tải dây từ 10-20 lb, giá công khai cái số 5, cái số 6, giá là 2.4 triệu nha mọi người, 2.4 triệu cho cái số 6, độ cứng là MH nha. Đây, tiếp theo cái số 7, thì cái số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của Trondiat. Thì cây này vẫn là một cây đời 2020 đó, cán mono carbon, phôi là phôi carbon sắt ít đây, Hiboa X của nhà Shimano, Shimano bass là bass Trondiat CL4+. Thì cây này dài là 1m98, độ cứng của nó là cứng ML đó. Thì thích hợp cho anh em màu dạng câu lóc, dạng vừa có độ nảy mà đánh cảm giác á, nếu cây này đánh anh em có thể đánh nhất thiệt nhái hơi đó, so với độ cứng ML đánh là vô tư. Bọn sẵn rất là đẹp, đây, càng rất là mới nha mọi người, càng ok ha, có xước lông mèo ít thôi. Thì cái này nặng là 98g, đọt 1 ly 4, dài 1m98, tải mồi từ 5-15 lb, tải dây từ 7-14, tải mồi từ 5-15 g, tải dây từ 7-14 lb. Đó, thì cái này anh em có thể đánh nhá thiệt nhá hơi thì rất ok rồi. Đó, nhá hơi chiên về nhá hơi nhiều hơn. Đó, rồi giá ông khai cái số 7, giá 1.4 triệu, giá 2.4 triệu nha mọi người, 2.4 triệu cái số 7. Tiếp theo cái số 8, thì cái số 8 lên cho mọi người một cái càng Adrian. Thì cái Adrian này một cây còn tuổi luôn. Đó, thì cái này cây đời 2022 nha mọi người, đời 2022, đời mới nhất bây giờ luôn. Đó, thì cái này nó sẽ dài là 2m08, nặng là 92g, và cái này đọt của nó là 1 ly 5 nha mọi người, đọt 1 ly 5. Thì cái này tải mồi từ 4-12g, tải dây từ 4-8 lb, thành phần carbon của nó là 96.8%. Đó, rất là nhiều ha, có những công nghệ tiên tiến nhất của Shimano luôn. Một cái Adrian, độ cứng của cái này độ cứng ML nha mọi người, độ cứng của nó là ML. Đó, đây, phen là Adrian, phen là phen Fuji Sit nha mọi người, phen là phen Fuji Sit, cán là cán carbon nè, bass là CL4+ nè,
phôi là phôi vẫn là phôi trắng nhít. Cái này về anh em câu lua, lua lóc, lua chẽm rất thoải mái luôn đó. Phen rất là xịn ha. Đây là cái máy đứng mọi người, máy đứng bu trong sắn. Cần thì độ mới ra tầm khoảng 93% nha, cần rất là mới. Rồi. Rồi, giá công khai cây số giá công khai cây số 8, giá là 3,7 triệu nha mọi người, 3,7 triệu cây số 8, càng rất là ok. Tiếp theo là cây số 9, thì cây số 9 lên cho mọi người vẫn một cây Adrian, thì cây này là một cây đời sau này. Adrian máy tính. Thì cây số 9 lên cho mọi người một cây Adrian, dài là 2m03 nha mọi người, dài 2m03, nặng là 102g. Đọt 1.6 thì cái này độ cứng của nó là ML nên nó tải dây từ tải mồi từ 4 đến 12 g, tải dây từ 5 đến 10 lb. Đó. Thành phần carbon của cây này là 99.4% nha. Đó, khá là cao. Cái này còn tuổi luôn. Độ mới thì vẫn vậy, độ mới cái này nó ra tầm khoảng 95%, rất là mới. Đây, dry. Phen của nó là phen Fujisit. Thì cái này về anh em lua thoải mái, lua lóc, lua chẽm, câu mồi giả. Đó, cái nhất thiệt. Phôi xong ít ha. Cây này đời 2018 nha, 2018, 2017 gì đó. Phèn nó đây, họ phèn xít nha, càng rất là đẹp luôn. Không lỗi. Thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước hết luôn. Đó, nếu không giống clip quay thế này nè, anh em cứ trả quay. Tất cả tem đều rất là ok, rất là đẹp. Cán này, cán bằng còn rất là sáng nha. Bát CL 4, bát rất là đẹp, bát ánh kim. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 2,4 triệu nha mọi người, 2,4 triệu cây số 9. Theo lên tiếp cho mọi người cây số mừng. Thì cây số mừng lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì đây một cây Shimano của Memita gì nè. Đây, một hãng Memita. Thì cây một cây đời cao nha mọi người, bát của Shimano. Bát cũng rất là đẹp. Cán là cán bằng, cán còn rất là mới nha mọi người. Đó. Cán bằng còn rất là mới, không lủng lỗ gì hết. Phôi là phôi carbon sẵn. Phen của nó là phen xít. Đó. Phen Fujisit nhá. Phôi rất là đẹp. Thì cây được sản xuất tại China nha mọi người. Đó. Đây, rất là đẹp. Phen này khỏi chê, bù trong sẵn. Rất là đẹp. Đó, một cái máy đứng của Shimano. Thì cái này độ cứng chỉ cần L thôi. Đó, về anh em nào lua chẽm, lua mồi giả thì rất là ok ha. Thì cái này nặng là 99g, dài là 1m98, dài 1m89 nha, dài 1m89, đọt của nó là 1.5 ly. Thì cái này tải mồi từ 2 đến 7g, tải dây từ 4 đến 7 lb. Giá cũng khai cây số 10, giá 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu cộng ship cây số 10. Một cây cần còn rất là đẹp. Về đánh giá độ mới thì cây này còn khoảng 95% nha, rất là mới luôn. 1,4 triệu cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 lên cho mọi người một cây hàng cũng rất là hiếm. Đây một cây cần của Scorpion, một cây Score nội địa nha mọi người. Đó, một cây Score nội địa, hàng đời đầu. Phen của nó là phen Fujisit nhé, phôi carbon, phôi nó còn rất là dày nè. Đó. Keo chỉ còn ok hết nha mọi người. Đó. Cán này cán bằng, thì cán nó qua thời gian nó sẽ bị gỗ gỗ một tí nè, còn rất là ok ha. Đó, rất là mới. Bát là bát thẳng. Đây, một cây Score nội địa hàng Japan. Đây, hàng của Nhật nhé. Thì cái này dài sẽ là dài 2m4 nha mọi người, dài 2m4, tải mồi từ 4 đến 18g. Độ cứng này tương đương hoàn khoảng L, ML. Đó. Phen là phen Fujisit. Fujisit. Fujisit này dạng mồi chè luôn. Đó.
tổng thể căn thì còn rất là ok nha mọi người. Đó, độ bản 90%, xước sát thì vẫn có xước sát li ti, nhưng được cái là cây nào cây nội địa score pin cạnh cũng rất ok. Cái này về anh em luôn lóc là khỏi chơi đó, luôn lóc mà giả thì cái này dài 2m4 nha mọi người, dài 24 nên anh em đánh thả ra luôn. Đây, test độ cồng nha, nhúng luôn. Thì cái này nặng 146g, đọt 1.7, dài 2m4, độ cứng tương đương khoảng ML, độ cứng khoảng LML thôi, đó, không tới M đâu. Thì cái này tải mồi từ 4 đến 18g, tải dây từ 4 đến 14LB. Giá công khai cây số 11, giá 1.8 nha mọi người, 1.8 cộng ship cây số 11, một cây hàng nội địa. Đó. Tiếp theo cây số 12, thì cây số 12 lên cho mọi người một cây càng may giòn ráp của hãng Mayograph, cần của hàng Siwat. Thì cây này còn tuổi nha. Đó, xếp cho đọc thông số trước. Thì cái này dài là 1m98, đọt 2.1. Thì nó nặng 170g, tải mồi từ 5.25g đến 14g. Độ cứng sẽ là ML nha mọi người. Đó, độ cứng ML, tải bê từ bê số 3 đến bê số 6. Thì cái này cây số 12 giá công khai là 1.7 nha mọi người, 1.7 cây số 12, càng còn túi đó, càng còn rất là mới luôn. Đó, còn miếng ni lông ở đây nè, nó phen của nó là phen xít nha, phen micro, phen xít cần mấy ngang phôi cọc bằng sẵn. Mấy cây này cực kỳ trâu bò ha. Đó, bát bát pussy phen ở đây phôi sẵn nha mọi người, rất là đẹp. Đây, phèn pussy trong chữ F nè, buộc trong sẵn, tổng thể phôi ok hết luôn. Đó. Hàng này cũng sản xuất tại Việt Nam nha mọi người, hàng sản xuất tại Việt Nam. Rồi, giá công khai cái số 12, giá 1.7 nhé, 1.7 cộng chip cái số 12. Tiếp theo cây số 13, thì cây số 13 lên cho mọi người vẫn một cây cần máy cho rap. Thì cây một cây của hàng Siwat. Thì cái này một cây cần máy đứng, dài là 2m11, đọt là 2.6. Thì cái này nó nặng là 167g. Tải mồi thì cái này nó tải từ 7, tải mồi thì nó sẽ tải mồi từ 7 đến 21g nha. Tải dây từ 4 đến 16LB, phen của nó là phen Fuji Sit nè. Đó, bát là bát Fuji còn tủ nhé. Thì cây này với thông số này thì độ cứng của nó độ cứng M, thì anh em có thể về câu nhái thiệt, nhái hơi thoải mái. Cây này dạng cần đánh bạo lực đó, thì anh em nào cả là vô tư luôn. Phen là phen Fuji nè, cán này còn nylon luôn nè, chưa tháo luôn, cần còn rất là mới, carbon sẵn nha. Bát Fuji càng rất là chất lượng, phen Fuji Sit nha, rất là xịn luôn, buộc chống sẵn. Chắc khử rồi, giá công khai cây số 13, giá là 2.6 nha mọi người, 2.6 cây số 13. Tiếp theo cây số 14, thì cây số 14 lên cho mọi người một cây hàng hiếm nha. Thì cây một cây cần máy ngang, dài 2m4 đó, cần của Mayograph, hãng tên của nó là Aerox nha mọi người. Đây, thì cây này sẽ dài 2m4, độ cứng của nó là cứng H. Thì phen của nó là phen Fuji Sit, bô của nó là bô titan nha, bô titan. Thì cái này nặng là 143g, đọt 2.5, tải mồi từ 7 đến 28g, tải từ 8 đến 20LB. Đó. Cây số 14. Thì cây này dài 24, thì anh em thích hợp chỗ nào địa hình rộng rãi á, anh em muốn đánh xa, đánh khỏe thì lấy cái này. Độ cứng sẽ là độ cứng H, thì anh em có thể đánh giá thiệt là vô tư. Phen nó đây, phen là phen xít nha, phen xít, hoa là carbon sẵn,
Batabatusi. Đây hãng Aerox, thằng Aerox vượt Mayrap, phen rất là to và bự nha mọi người, à, rất là xịn. Bu này là bu titan mọi người, bu titan, tên đó, Pussy, cái này đọc chữ T, titan. Khỏi chê, à, rất là mới luôn, cần này độ mới tầm khoảng 95% nhé. Dài 2m4, độ cứng hấp, đánh lóc, đánh lóc gừng, chém thoải mái. Test đọt cho mọi người luôn. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 3 triệu mọi người, 3 triệu số 14. Tiếp theo cây số 15. Cây số 15 lên mọi người quẳng một cây cần của Majorap. Thì cây một cây cần Majorap Laser. Thì cây này cũng còn rất là mới. Độ mới ra tầm khoảng 95% nhé. Majorap. Phen của nó là phen Fuji lỏ xám. Phen Fuji Seed nhé. À, phen bóng Seed. Cần rất là đẹp luôn. Bát là bát Fuji. À, tổng thể cần ngoại hình tầm khoảng 95%. Rất là đẹp, keo chỉ thì nguyên zin bu. Thì cái đầu cứng của nó là đầu cứng MH mọi người, đầu cứng MH, anh em đánh lóc thả ga luôn, à, khỏi chê, đánh lóc đánh nhát thiệt thả ga. Thì cái này dài là 1m35, nặng là một, cái này dài là 1m80, dài 1m89, đọt của nó là 2 ly 2, nặng là 135 gram. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 28 gram, tải dây từ 12 đến 20 lb. Giá công khai cây số 15, giá là 1,8 triệu nha mọi người, 1,8 triệu cây số 15. Tiếp theo cây số 16, cây số 16 lên cho mọi người một cây cần của Majorap hãng Corsa, cây Corsa. Cây này một số nên đánh là phản hồi rất là ok luôn. Phôi của nó là phôi carbon sẵn nha. Cản là cản bằng Majorap Corsa. Bát của nó là bát Fuji, phen Fuji Seed. Thì cái độ cứng là MH, dài 1m98. Tổng thể càng còn rất là ok, có xuất sắc nè. Đây, chốc sơn một tí nè. Cái này chốc sơn thôi nha mọi người. Tổng thể càng thì còn khoảng 88-90%. Buộc chống sẵn. Phen đây. Phen micro nhé, phen nhỏ. Thì cái này nặng 125 gram, dài 1m98, đọt 1 ly 6. Thì cái này nó tải màu từ 7 đến 28 gram, tải dây từ 12 đến 20 lb. Giá công khai cái số 16, giá 1,7 triệu nha mọi người, 1,7 triệu cộng ship cái số 16. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 lên cho mọi người một cây cần hàng của hãng Majorap. Đây là một cây Majorap đây. Đó, hồi lên đây, phen là phen Fuji Seed nhé. Cây này dạng bản thanh lý cho mọi người luôn. Phen là phen Fuji Seed, phen bấm. Phôi thì bao chuẩn cho mọi người nha, bá tà bát Fuji. Phôi rất là đẹp. Bu chống sắn nè. Phôi khỏi chê. Hãng Majorap. Cái Majorap đây rất là nổi tiếng luôn. Rất là nhiều anh em bán. Thì cây này chỉ có một lỗi đây, cái keo chỗ này nè mọi người, nó bị chóc nha mọi người, bị chóc keo nè, thấy rõ không? Nó bị chóc keo, đây cũng vậy, chóc keo. Thì cây này sẽ bán với giá thanh lý của mọi người là 1,2 triệu nha mọi người, cây số 17 1,2 triệu. Thì cái này nặng là 140 gram, dài là 1m92, đọt 1 ly 4. Thì cái này độ cứng của nó là cứng M. Thì nó tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 10 đến 16 lb. Giá công khai cho 17, giá 1,2 triệu nhé. Tiếp theo 18. Thì cái 18 bán cũng quá giá thành lý cho mọi người luôn. Cái 18 cái dạng hàng săn hàng nè. Đó. Một cây Majorap đây. Đây, Majorap đây.
phen là phen Pulsisit nè, đó phen bấm phôi bao đẹp này. Đây, soi phôi mở xem bao đẹp luôn, bát là bát Fuji. Phen này đó. Bộ này bộ chống sẵn ha. Phôi rất là đẹp luôn, à, bao chuẩn bao đẹp. Thì cái này dạng hàng săn hàng, độ cứng của nó là độ cứng ít nha mọi người, độ cứng ít, rất là cứng, à, rất là cứng luôn. Đây, cái này đánh lóc gực, đánh nhát thiệt của vô tư. Thì cái này cũng có một lỗi đây, nó bị chóc cái keo nha mọi người, à, lớp keo của ngoài nó chóc đây, không ảnh hưởng tới phôi nha mọi người. Đây, keo cái này cũng bị chóc đây, à, chóc keo nè. À. Rồi bán giá thanh lý thì cây này nó nặng 165g, đọt 2,5, dài là 2m19 nhé. Và cái này tải mồi từ 10.5g đến 84g, tải mồi này đánh bạo lực khỏi chơi, tải dây từ 14 đến 20-30 lb, đó 15kg. Thì giá thanh lý cây số 15 giá 1 triệu, giá thanh lý cây số 18 giá 1,5 triệu mọi người, 1,5 triệu. Tiếp theo cây số 19 thì cây số 19 lên mọi người vẫn là một cây cần của Mayerab, thì cái này còn tuổi nhé, thì cái này còn tuổi luôn, dài sẽ dài 2m1, đọt 2,1 luôn, nặng là 152g. Thì cái này tải màu từ 10.5g đến 42g, độ cứng là cứng H, phen của nó là phen Pulsisit nhé, phen Pulsisit cần máy ngang. Phôi của nó là phôi nano nè, và lằn nano carbon. Thì cái này tải mồi tải dây từ 12 đến 25 lb. Đó. Giá công khai cây số 19 giá là 2,4 triệu nha mọi người, 2,4 triệu cây số 19. Thì cây còn rất là đẹp. Đó. Cây Mayerab. Đây, phiên ship nhé. Phôi là phôi nano. Cần này độ mới tầm khoảng 90-95%, cần rất là đẹp luôn. Hình xít buồn chống sắn. Khỏi chê ha, cần rất là đẹp. Thì mọi người cần cứ báo mình chụp hình cận cảnh lên cho mọi người xem luôn. Đây, test đọt. Rồi, giá công khai cái số 19, giá 2,4 triệu nha mọi người. 2,4 triệu cái số 19. Đây sẽ là một cây Mayerab, thì còn cây này còn tuổi luôn mọi người. Đó. Thì cái này nó nặng là 96g. Dài là 2m37, đọt 1,2. Thì cái này tải mồi từ 0.5g đến 5g thôi, tải rất là nhẹ, cần nó rất là dẻo luôn. Thì cái này nó lai từ 2 đến 5 lb. Phôi là phôi carbon, phen của nó là phen xít nhá. Đó, cái số 13, đó cái số 20. Đây mọi người. Phen xít ha. Rất là bóng. Bát tầm bát Fuji. Càng rất là đẹp. Buộc trong sẵn thì cái này chiên về cho anh em là có cảm giác có màu giả. Đó. Cái này lưu chẻm này, đó, lưu chẻm cần mai cho rắp rock pitch. Đây tiếp đọc cho mọi người xem, rất là dẻo ha mọi người. Đó, công chữ C nè. Rồi giá công khai cây số 20, giá là 1,3 triệu mọi người, 1,3 triệu cây số 20. Thì cần này còn rất là mới luôn, độ mới tầm khoảng 90%, 90-92%. Tiếp theo cây số 21, cây 21 lên cho mọi người là một cây cần lô mực, phen của nó là phen xít nè, phen xít, phen ca xít, cần của Mayerab, phôi phôi carbon, bát tập bát Fuji, cần còn rất là ok, rất là mới, bát phen Fuji nè, buộc trong sẵn. Thì
cái này nó lô mực từ xây 2.5 đến 3.5 nha mọi người. Đó. Lô món tôm giả. Thì cái này nó nặng 108 g, dài 2m58, độ 1.6. Rồi, giá công khai cái số 21, giá 1 triệu 2 nha mọi người, 1 triệu 2 cái số 21. Tiếp theo cái số 22. 22 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa, một cây hàng khá thương hiệu. Đây là một cây Daiwa Heatland. Đó. Cần rất là nổi tiếng thương hiệu của Daiwa, Daiwa Heatland. Thì cây này được sản xuất tại Taiwan. Đó. Đây là một cây cần UL biển nha mọi người, UL biển nên phe nó rất là bự. Đó. UL biển thì nó cứng so tương đối tầm khoảng L nha. Đó, đang ở đây. Phen xít chân đen. Cán là cán bằng. Đó. Bát là bát Pusi, phôi là phôi carbon. Đây, phen này. Phen nó rất là bắn. Đây qua. Thì loại hít lên này thì khỏi bàn. Đó. Đây, phen đề ba ở đây, rất là xịn ha. Bu bu môi chày. Thì cây này nó sẽ nặng là 137 g, độ 1.6, dài 2m28. Thì cái này tải mồi từ 3 đến 14 g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Giá công khai cây số 22, giá 1 triệu 8 mọi người. 1 triệu 8 cộng ship cây số 22. Đó, test đọt cho mọi người luôn. Tiếp theo cây số 23. 23 lên cho mọi người một cây cần của Abu. Đó, Abu còn tem luôn. Thì đây một cây Abu của Hermes. Đó. Dòng Tinger. Thì cây một cây Abu bass của nó dặn nó sẽ kêu thế này đây. Có tiếng gắt nha mọi người. Đó. Phôi của nó là phôi carbon nhá, phôi carbon. Phen của nó là phen Fuji, đỏ xám. Hãng Abu. Cây máy ngang nha mọi người, càng này càng máy ngang. Quen nó đây, bu nó đây, à, rất là xịn. Rồi sẵn gần gỗ. Thì cây này dài 1m98, độ cứng của nó là cứng M, nặng 130 gram, độ 1.7. Thì cây này tải mồi từ 3.21 gram đến 20. Từ 5.21 gram đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Giá công khai cây số 23, giá 1 triệu 7 mọi người, 1 triệu 7 cây số 23. Đó. Tiếp theo lên tiếp mọi người một cây hàng cũng hàng hiếm. Đó, một cây dài 2m1, 2m4 chứ. Thì cây này giá cũng thanh lý luôn, cây số 24. Phen của nó là phen titan mọi người, một cây Abu. Dòng Rock Vector. Đó. Cái này sẽ dài là 2m4, độ cứng của nó là độ cứng XH, tải mồi từ 14 đến 40 gram, tải dây từ 12 đến 30 lb. Đặc biệt cái này cây phen của nó là phen titan, bát nó bát thế này này, à, bát làm rất là đẹp luôn, bát là bát Fuji ha, bát Fuji rất là đẹp, phen là phen titan nha mọi người, phen của nó là phen titan, à. Thì cái này đăng lên thì dạng bán thanh lý, thì anh em về câu có thể tháo phen ra dựng lại cần khác cũng được để họ soi những lỗi cái này cho mọi người xem khu trong sẵn. Thì cái này nó có xước xác nè, đây xước đây. Đó. Xước này thì không ảnh hưởng tới phôi đâu, có một vài sinh vật xước lông mèo nè. Đó. Xước xác ở dưới đây, đây có một vết xước này. Đó. Đó. Đây xước này đây, xước xác nha, bít xước này cũng khá nặng. Đó. Không dập không bể hết trơn nha mọi người. Đó. Đây xước xác, thì cần này xước xác dẫn bản hành lý. Thì cái này nặng 159 gram, đọt 21, dài 2m4, tải mồi từ 14 đến 40 gram, tải dây từ 12 đến 30 lb. Giá công khai cái số 21 24, giá 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cộng ship nhé. Đó.
giá là 1 triệu cộng xếp nha mọi người, cây số 24. Tiếp theo cây số 25. 25 lên cho mọi người một cây cần hãng của hãng Pembrick, một cây chuyên về anh em đánh cảm giác. Dạng này thì câu hanh, câu cháp, câu trên bè rất là ok luôn. Đó. Thì cái Pembrick này số bộ phen, bộ phen xít nhá, bộ phen xít. Sướng quên. Sướng xít nè, sướng xít Pembrick rất là xịn luôn. Đó, rất là dày và bóng. Cái Pembrick này thì đọt nó khá là mảnh và dịu. À, nên anh em chia người anh em câu cảm giác câu mà giả sử rất là bóng nha, sử này cũng vậy, hãng Pembrick, một cái hãng của Mỹ, cái độ cứng của nó là cứng ăn là dài 1m98, được sản xuất tại Taiwan, bát là bát cán băng. À, có đóng con đại bàng dưới đây nè. À, thì cái này nặng 100g, đọt 1.6, dài 1m98. Thì cái này em mồi từ 3.5g đến 10.5. 10.5g, tải dây từ 4 đến 10 lb, giá công khai cái số 25, giá. Giá là 1 triệu 2 nhá, 1 triệu 2 cái số 25. Đây, test đọt đây. Đó, rất là công nha mọi người. Đó, công chữ C nhá, rất cảm giác luôn. Tiếp theo qua đây, qua đây là những cây cần giá cực kỳ bình dân luôn, tầm khoảng 700 đến 500 cũng có. Tiếp theo là một cây cần Abu. Thì đây một cây cần Abu hàng của Nhật về. Cây lắc mắt. Đó. Phen của nó là phen hãng nha mọi người, phen là phen hãng. Bát tạp bát hãng luôn, Abu. Thì cây này dài là 1m98. À, độ cứng của nó cứng M. Phen nó đây. Cần thì còn rất là đẹp đây, độ mới cái này ra tầm khoảng 90% 90-92%, cần rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Abu lắc mát. Đó. Cần rất là ok, foil carbon nhé. Thì cái này nặng 140g, đọt 1.6, dài 1m98. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 10.5g, độ cứng M. Tải dây từ 6 đến 12 lb, giá công khai số 26, giá là 750k nha mọi người, 750k cây số 26. Tiếp theo cây số 27. 27 lên cho mọi người một cây tay qua. Thì đây một cây tay qua độ cứng là độ cứng ML, dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8 độ cứng ML, hàng của Taiwan nhá, hàng Taiwan. Phôi của cái này phôi carbon sẵn ít nè. Đó. Phen là phen Fuji. Bát là bát của bát Taiwan, bát cũng rất là đẹp. Đó. Tổng thể cần nhìn còn khá là ok, độ mới tầm khoảng 88 đến 90%. Thì cái này nặng là 105g. Dài là 1m8, đọt 1.8, thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb, giá công khai cây số 27, giá là 600 mọi người, 600 cộng ship cây số 27. Tiếp theo cây 28. 28 lên tiếp cho người một cây cần UL, bát rất là đẹp ha. À, còn ni lông ở đây nữa mà. Đó. Thì đây một cây cần UL của Suzumi, bát là bát hãng, phen của nó là phen Fuji. Đó. Phôi là phôi carbon. Đó, rất là xịn. Suzumi ha. Đó. Phôi carbon. Bù đây. Đó. Bù nó thì carbon sẵn gần guốc nha mọi người. Thì cây này độc cứng UL dài 1m8 nha mọi người. Độc cứng UL dài 1m8. Tải mồi từ 2 đến 7g. Tải dây từ 6. Tải dây từ 2 đến 6 lb. Hàng của Suzumi Korea xuất Nhật, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Thì cái này nặng là 85g, đọt 1.1 và 1.8. Giá công khai cây số 28, giá là 700 mọi người, 700 cộng ship cây số 28. Tiếp theo sẽ là cây số 29. Thì 29 lên mọi người vẫn là một cây cần lua. Thì cây này có bà cán là cán bằng, bát là bát hạng. Thì cái lua này của hãng China, một cây China. Phen của nó vẫn là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Thì cái này anh em có thể lua mọi giả, lua lóc, lua chẽm, câu lạc quạt cũng được, rất ok. Bát Fuji, phen Fuji nha mọi người. Bát hãng,
Đó. Thì cái này dài 1m8, độ cứng là ML. Đó. Thì cái này nặng 105 g, đọc 1 đi 8 cho 1m8. Thì cái này lua từ 1.75 g đến 10 chấm đến 10.5 g, tải dây từ 2 đến 10 lb, giá công khai số 29, giá là 400 400k, cái 29 giá cực kỳ mềm luôn. Tiếp theo cây số 30. 30 lên cho người một cây cần UL. Cây này một cây cần của Tika sản xuất. Thì hãng Tika là hãng của Trung Quốc cho người, hàng của China. Bát cũng làm rất là đẹp đây. Bát rất là đẹp. Cán là cán bằng. Phen của nó phen hãng nha mọi người, phen hãng. Đó. Foil carbon được sơn 7 màu nè. Đó. Phen hãng. Càng còn rất là đẹp. Cây một cái UL chuyên của anh em là lua suối. Lua suối muốn câu cảm giác, câu tôm. Đó. Rất là ok. Thì cái này dài 1m8, độ cứng là cứng UL, tải mồi từ 1.5 g đến 7 g, tải dây từ 4 đến 8 lb, hàng Tika. Thì cái này nặng là 78 g, đọt bọc ly tư, dài 1m8, giá công khai cây 30, giá 400 nha người, 400 cộng ship cây 30. Đó. Được cái này làm cái bát cực kỳ đẹp luôn. Đó. Tiếp theo cây sổ 31. 31 lên mọi người một cây cần máy ngang theo một cây hàng của Ryobi. Hàng Korea xuất Nhật. Thì cái đầu cứng của nó là cứng ML, dài 1m68, một cây máy ngang. Phen của nó là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji lỗ xám. Cán là cán bằng, bát thẳng. Cây máy ngang, cái này anh em nào mới tập lúa thì lấy mấy cái này đánh rất là bền. Foil carbon nhé. Cản này cân bằng. Thì giá cái này cũng rất hữu nghị luôn. Thì cái này nặng 100 g, đọt 1 ly, dài 1m68, đọt 1 ly 8. Thì cái này tải mồi từ 3.5 đến 3.5 g đến 17.5 g, tải dây từ 6 đến 14 lb, giá công khai cái số 31, giá là 350k cộng ship nha. Một cây cần carbon giá cực kỳ mềm. Tiếp theo cây số 32. 32 lên cho người một cây cần máy ngang. Thì cây này một cây cần của Olympic. Đây, hãng Olympic. Thì cây này của hãng Korea xuất Nhật nha mọi người, một hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Hàng Olympic. Phen là phen Fuji chân gòn nè. Đó. Phen foil của nó là foil carbon. Đó, sẵn nha. Cần phen cũng rất là xịn đây. Đó, phen gòn. Cán là cán bằng, bát là bát Fuji, bát gold luôn. Đó. Tổng thể cần bên ngoài hình còn khá là sáng, rất là ok. Đó. Không có xuất sắc lỗi gì hết. Cần này thì anh em nào tập lô cũng vậy, mới tập lô quất mấy cây ghẻ ghẻ nè, câu nó bền rồi nó khỏe. Đó. Thì cái này nặng là 105 g, đọc 1 ly 8, dài 1m68, tải mồi từ 3.5 g đến 14 g, tải dây từ 8 đến 10 4 lb, giá công khai số 32, giá là 600 mọi người, 600 cộng ship. Đó, giá cực kỳ ok ha. Độ cứng cái này tương đương với ML nha mọi người. Đó, độ cứng tương đương với ML. Rồi, đó tổng cộng 32 cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể để lại số shop, số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.